connect at the bottom, just like that. So start on right here, and just gonna go up to our right here. Mát quá. Mát không? Đó, cái đó là mình về Việt Nam thì mình phải nhớ đem theo mỗi người một cái nha. Dạ. Ừ, con thích màu nào? Mà nhà mình có 4-5 màu vậy đó, con thích màu nào? Có màu nào? Có màu hồng nữa. Muốn màu hồng. Muốn màu hồng ha. Cái này phải màu đen không? Cái này là màu đen. Có màu trắng nè, màu hồng nè, rồi màu đen nè, rồi màu xanh đậm nè. Đó. Vậy thì cái đó là đem về Việt Nam đeo rồi đúng bài luôn, mỗi người cái đeo đi đâu được ngoài đường ấy, cái mát hả mẹ? Mát rồi. Dạ, yeah, rồi cái ấy hết pin cái mình sạc. Xanh đen ha. Xanh đen. Cái đó không bao giờ chịu đi ra ngoài hết trơn, có cái quạt này đỡ lên. Ngoài là nguy hiểm luôn á. Nguy hiểm á nha. Ăn hết luôn đi. Chơi vòng vòng. Nè chơi nè, quá trời màu nè, con chọn màu nào? Màu trắng, màu hồng, màu đen, màu xanh đậm với màu xanh lá cây. Chọn màu nào? Đây nè, cái này là màu hồng nè, màu hồng là cái này nè. Đó, màu hồng là cái này nha. Rồi, ok. Đó, cái quạt màu hồng. À, cái này nè, màu hồng. Cộng thiếu chút sạc pin. Wow, rồi, chơi đeo có màu hồng lên mày coi coi. Đứng đeo có màu hồng lên mày coi coi. Mày giúp con lên cái này. Rồi, ok. Wow. Wow, mát quá. Đẹp không? Đẹp không? Ông bà cô chú Ngọc có bán những cái quạt này luôn nè, nó nhiều màu lắm. Ông bà cô chú mà có đi ra chỗ nào nóng nóng á, về Việt Nam rồi này kia, mua mấy cái quạt này á hả, đeo vô cho nó mát nha ông bà cô chú. Hello, xin chào cô chú anh chị em. Hả, hôm nay là tới ngày là cái này nè, bữa Ngọc đặt á là bây giờ về rồi, sau đúng 2 tuần là về rồi. Thì trước khi mà cái đó tới thì chú này phải tới để làm là cái hệ thống nước rồi này kia hết cho Ngọc, xong rồi cái người ta mới tới, người ta dỡ hết mấy cái này lên mới bỏ kia. Bây giờ bữa nay chắc là đi ra ngoài nấu ăn hả mẹ ha? Ừ, à, chứ ngoài. Còn ở đây thì không có chỗ để mình lấy ngay chỗ bồn này rồi. Nhà thì hôm nay thì bị cắt nước cái chỗ cái xin. Đúng rồi, nước nôi chứ không có trơn, lấy gì nấu. Xin chào cả nhà. Mình thấy có cái vòi bên ngoài. Bây giờ mình ra ngoài nấu hả con? À, vòi nước mình có ngoài hả? Có hai vòi nước á con. Thì mình nấu có một bữa ăn sơ sơ thôi, cho nên cũng hôm nay hôm nay là cái bếp này giống như là tặng mẹ đó nha. Đúng rồi. Tặng mẹ cái bếp cho đẹp, để nấu ăn cho ngon. Thôi gì dữ hả Ngọc? Ba lại ba coi nè. Ôi ơi, gì á, rượu hả? Con mua rượu cho ba uống đó ba. Không nói chứ nói bảo chân nhà hả? Nói về không, con mua này con mua về đa số uống hết đó, chứ không mua con mua cái nào chân hết trơn. Biết sao không? Anh bảo bây giờ anh đổi qua anh không có uống bia nữa, anh uống rượu đỏ, nên là con muốn mua cho anh những cái chai rượu đỏ nào ngon ngon á. Thương anh Tai dữ, sợ chiếc này về anh Tai không có ngồi chung bàn với đúng mình. Rồi. Thấy không? Bảo he don't drink beer anymore, so I wanna buy him all good red wine. Vậy chắc I can take it home. 6 chai. 6 chai cái rượu này là của Úc rồi ba nè, rượu đỏ của Úc nghe nó ngon lắm nè. Rẻ thùng chứ con hả? Nè, còn cái này là mua về cho mấy chú mình này kia nọ ngồi nhâm nhi với nhau rồi này kia. Nè. Chai này của cái này là whisky của Nhật mà. Wow. Con sưu tầm cái nào lạ về cho mọi người uống, mà nó được đánh giá số điểm rất là cao luôn, khi mà những cái người mà chuyên về uống rượu bia rồi đó. Nó chừng quá đỏ. Rồi. Đa số đó phải sắp xen kẽ từng thùng, ví dụ như thùng này 2 chai, thùng kia 2 chai rồi vậy đó mẹ. Mẹ lấy lip gloss mà bọc vô. Nè. Yeah. Chai này ngon lắm nè. Chai này cũng rất là ngon luôn, nói chung là mấy cái chai này con lựa cho anh Bảo rồi, điều chai nào chai nấy ngon hết trơn luôn á. Rồi ok, giờ ấy đi rồi cái ba nghiên cứu coi cái thùng nào mà mình đóng cái ba gói bubble wrap lại. Có bubble wrap lại rồi xong rồi cái mình mà nói lip lắm. Bubble wrap. Dám ăn keo lại cái nó cứng. Ủa, chai này ngon lắm rồi ba, chai này của Pháp ngon lắm. Chào bà cô chú chưa? Hello bà cô chú á. Chị gái đi cho ngoại ăn rửa chân cho bà ngoại nè, bà cô chú ơi. Cái này nè. Cái này chắc mấy chị làm nail ai cũng biết hết trơn á. Cái này là ngày xưa mà đi làm nail á, là thường thường mà nếu mà khách trả thêm tiền để mình làm chân deluxe á, là mình sẽ lấy mấy cái này ra để mình bóp chân thêm cho khách nè. Nên là Ngọc á, dạo này là cái chân nó hơi bị khô, mà Ngọc thấy mẹ nào giờ cũng chưa biết cái này nữa, nên là Ngọc mua về. Thế xong Ngọc làm, cái Ngọc về Ngọc ra làm cho mẹ, rồi cái anh chay nó thấy vậy, cái thấy mẹ cho con làm cho giới là dàn vô làm luôn, để tập cho làm, để chăm sóc người già, chăm sóc người già, chăm sóc người thân trong gia đình.
mà mớ cái này xong cái chân nó mịn lắm mẹ. Cái này cũng giống như nó có cát cát này rồi ha. Thôi đừng có làm nó tuốt ra mẹ. Con thấy mẹ làm có tuốt lên đầu gối không? Con làm gì mà tuốt lên đầu gối vô bà ngoại luôn à? Cười. Thôi mẹ biết rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mẹ không làm cho con. Rồi xong mà cái rửa nè, rồi rửa lại bằng nước nè, là cái chân nó mềm mà nó mịn ha. Ôi cha ơi. Vậy cái này mình mua mình rửa hàng ngày được không? Được, tắm hàng ngày chứ mẹ. Được chứ. Tắm hàng ngày cái này được hả? Đó, vậy mày đụng chân mẹ coi. Ôi nè, mềm mà nè, mình mịn luôn. Lễ cho mấy mẹ mà thấy mình sale cho Valentine với lại ấy này nè, cái chị nhắn á, chị hỏi sale Yến sale còn nhiêu rồi tại vì do lễ nên là chị luôn ăn ngon quá chị mua thêm hộp nữa. Đó đúng rồi, cái Yến này bỏ như vậy đó. Yến bên Ngọc là vẫn đang còn hàng nha bà cô chú, nếu mà mình muốn mua Yến chất lượng, Yến rất là tốt, mình cứ liên hệ trực tiếp với bên Ngọc, một hộp vậy là 10 tay 100 gram. Như cả nhà mình thấy thì bây giờ là mấy chú này đã chở cái sinh này tới cho Ngọc rồi nè. Rồi cái cũ thì chú đem đi, đó, cắt gỡ ra đem đi. Wow. Mày đẹp không? Bạn mới nè. Cái mộc hơ rồi có mấy cái ma bồ nhỏ, Ngọc cũng thích ma bồ bự lắm. Nhỏ vậy mới đẹp. Ôi trời nặng dữ. Rồi đó, gỡ đi. Cũng cùng giờ cái cô bưu điện tới cô lấy hàng đi luôn nè. Khỏe. Sắp từng cái ra cái nào vô đâu á. Gỡ hết cái mặt bàn đi phủ đi rồi á. Mới vô. Đó, chú này bây giờ chú cũng mài cắt cái này để cho nó cái xinh á bỏ vô cho nó vừa. Rồi chú cũng chuẩn bị những cái công đoạn ở ngoài đây trước khi bỏ đem vô nhà của mình. Cái này là mặt dưới nè. Này mặt dưới. Chồng Ngọc á, ảnh là người cắt mấy cái miếng này nè từ nãy giờ. Tại vì cái này là mình phải tự làm cho tao mới làm cho mình. Làm ướt áo kìa. Nhà nói chung cũng tên có cũng những dụng cụ anh có hết trơn nên là cần cái gì là có hết, làm xong là hút bụi ấy sạch sẽ hết trơn, nét đẹp lao động mà cả nhà. Chú đó đi về đã cả nhà ơi. Chay đâu ta? Hi chay đi vào cái bếp màu trắng ấy, nhìn vô cái thấy nó rộng dữ ta. Còn bên kia là người ta làm rồi mà người ta làm lộn, không biết lộn sao nên giờ phải đi về làm lại.
Đây là cái những cái marble dưới này, Ngọc muốn cái marble của nó nhẹ nhàng thôi chứ đừng có đen quá. À. Còn cái vách này nè, đó, người ta nhắn cái này vô luôn nè cả nhà. Cái back slat á. Người ta nhắn cái này vô cho mình luôn rồi, cái này dùng nhiều mốt người ta về là người ta sẽ làm thêm cái này nữa. Phần này nữa. Còn cái phần này á, thì người ta đã đục hai cái lỗ đây. Hay mình gắn cái giò nước mình vô nè, chưa có xài được đâu. Phải đợi cho 24 tiếng đồng hồ á, rồi keo nó khô rồi này kia mình mới xài. À. Tối nay là hôm nay là gia đình mình sẽ đi ăn hết cả nhà. Lâu quá không thì ăn cái món này, mà cái đây là một cái món cái tiệm bán sushi mà Ngọc thấy là có cái chất lượng sushi rất là ngon. À, nay thèm lại nên là mình sẽ đi ăn sushi gần nhà luôn, gần trường chay học luôn, đi bộ là tới trường chay học luôn á chay. À, quán Thái đó con. Đừng quên. Is that that one? How you know that's the owner car? Vô đi con. Vô đây. Yeah. Hi, five. Ở đây người ta ưa mua đưa đi nhiều, mới đem về nha. Giờ mình vô lúc người ta mới vừa mở luôn nè. Chứ còn thường thường máy đông. Qua đây chờ hả? Ok, thank you. Vô luôn hả? Chỗ này nè mẹ. Rồi con ngồi đây đi. À, con ngồi đây đi, chiến giữa đi, chiến giữa đi. À. Rồi có bạn rồi cả nhà ơi. Rồi coi coi, hay giờ đi, giờ đi lên nè. Mẹ ngồi vô trong đi, ba ngồi vô tối dễ. Ủa. Con sao thấy cái đèn sao nó tối tối vậy ta? Tối. Đây là cái món đầu tiên á, là cái tôm chiên, mà tôm chiên chung với lại cái bột hay gì đó không? Cái gì cũng có tiêu dừa, cái sợi dừa, sợi dừa bào mình ăn đang tới vậy con, ra tới đang rồi, biết rồi. Rồi cái canh canh là canh miso. Ừ, ăn đi. Rồi ok, mẹ ăn đi mẹ. Ngựa con tôm đi, mình kêu nhiều đồ ăn mà. Ba chắc không ăn tôm đó đâu. Được má, ngon không má. Mình ăn đi. Nhiều Vinh có kêu nhiều đồ mà. Đi xin mời tất cả mọi người. Xin mời tất cả mọi người. Em tối với Đường Quỳnh. Em tối Đường Quỳnh. Và gia đình. Gia đình. Yeah. Xin mời cả nhà. Mời cả nhà ăn tối cùng với gia đình mình nha. Mày cũng tôm chiên bột quá hả con ấy? Tôm chiên bột đấy. Tôm chiên bột nhưng có nhúng dừa sợi, dừa sợi bào á. Nhắm nước mắm nè. Xì ra đi. Được. Mời cả nhà. Thơm mùi dừa. Ngon chứ hả? Thơm. Thơm người ta sẽ làm đâu ra. Nướng bột vô. Rất là thơm mùi dừa. Ngon. Ngon. Không chịu. Nước mắm cũng làm nước mắm chua ngọt giống mình. Nói không? Con người ông bà cứ chú thân ăn. Nói lớn ăn con. Dạ. Quá trời ngon chưa? Cơm trắng không? Cơm trắng. Mày cho cái cơm trắng ra. Wow, bữa nay là lâu quá hai cha con mình không ăn cái này nha ba. Con kêu ra nè, tất cả đây là hai miếng cá hồi nè, nhum biển nè, rồi tôm đỏ nè. Đó, tôm đỏ mà có bỏ nhum biển lên đó luôn, với lại ba miếng sashimi. Excuse me, can we have wasabi please? Yeah. Rồi cái này là cái salad của mẹ nè, salad mẹ ăn salad mà có cái da cá hồi mẹ. Người ta chiên giòn lên luôn. Wow. Quá dữ luôn. Rồi cái này là này của con với ba nè. Okay. Ăn chung. Salad ăn chung. Đó, wasabi đó ba. Còn đi Quynh thì đi Quynh ăn thịt bò che ra bởi cái dĩa da kỳ ngọc, bỏ cái da giòn. Đó, chay ăn ngon quá ta. Dĩa ngọc á, nè đẩy vô mẹ để nhiều nhiều lắm. Đó, mẹ coi ăn coi dưới có gì mẹ, salad nè, rồi cái củ đó là củ cải trắng á. Lát là lát, lúc mình mua một hộp ở nhà này Ngọc. Yeah. Trời ơi, chay mày đi ăn cơm dỗ quá trời luôn trời. Thầy cũng hết chén cơm dùng luôn. Hết chén cơm.
Rồi. Wasabi bỏ wasabi vô. Ta đi quên xong wasabi. Không, cái này của Đi Quynh là ba nè, Đi Quynh là người kêu này nè. Cá hồi đó hả? Cá hồi đó Đi Quynh thích ăn. Mang cái đó hả? Mình cũng muốn mang cái đó luôn. Ừ, trong đây là có dừa, hình như là thanh cua nè, rồi có lát cá mỏng với lại bơ. Mời cả nhà mình nha. Mì mèo bán thơm mùi dầu mè mà nó mì mèo à. Chấm thêm miếng nước tương nữa cho hơi mặn mặn chút đi, mà trời ơi, quá mềm luôn. Nó xà lách này nó có cái này nữa. Xà lách này trộn có cái đó nữa, cái gì mà nãy mới bị hả? Wow, tuyệt vời. Miếng xà lách có da cá của mẹ. Da cá nhiều hơn. Cay quá. Cũng cay mẹ, gấp này ăn đi, không? Gấp này ăn từ. Ngon á, đỡ ngán, da cá rất là giòn. Wow. Mình thích ăn sashimi. Mà không có thích ăn cơm sợ nó no. Nên là Đi Quynh thích ăn sashimi không à. Ngon không? Da cá béo rồi ha. Ngon, da cá rất là ngon. Ăn lạ. Da cá quá ngon. Daddy, try this. This one. Really good. Ngon. I have a lot, so thank you. Ngon ra ha. Ngon. Đi Quynh phá ghế cho cá hồi. Chay ăn coi, ăn đi con ơi. Ăn đi con. Ngon không? Lâu quá không ăn lại ha. Ăn đi ba. Ăn chứ. Ăn đi ba. Ăn đi ba. Ok không? Katie can't be downloading any more apps. Cái này như nó có tâm hồng cái này nó gì đó. Thanh cua mà thanh cua giả. À. Nghe không? Rồi nó mềm mềm, cá mềm. Rồi bơ mềm nữa. Thành là món than chải. Còn cái này nồng nồng ngon ghê lắm. Hơi nồng. Ăn cái súp miso này nhớ đi máy bay. Trời ơi. Ăn đồ của Nhật là lúc nào người ta cũng để được cái chén súp miso này trên. Hay quá. Giờ ăn tiếp theo món gì đây ta? Nãy ra ăn món tan chảy rồi, bây giờ tiếp theo ăn thêm món tan chảy đi. Ui cha, món tan chảy này mà có vàng ở trên này nữa không bà cô chú ơi. Vậy. Cái gì vậy? Cá hồi đó ba. Chấm. Mày có cơm này cắn nửa miếng ăn miếng ta. Miếng thôi. Có ăn luôn cục này nè. Ba ấy để. Hồi nãy giờ ăn ba bốn cục đó hả? Ta ăn ba cục đó. Được rồi. Miếng đầu rồi cái miếng dùm biển này á. Miếng nào miếng nấy rất là dày, bự luôn. Chấm miếng nước tương nhẹ thôi. Siêu béo. Không thể nào tưởng tượng nổi. Shredded. Ngon không bà? Lâu lâu ăn lại ngon ha. Bless you. Ở chỗ nào không thích. Bán lúc nào nhà mình bán được. Còn cái chỗ sushi quá chất lượng. Cái ăn cái xà lách này nó nồng lên. Ủa xà lách đó có wasabi nó nồng lên tới mũi mẹ luôn hả? Muốn chảy nước mắt. Yes, yes. Tại mẹ không biết ăn á. Không biết ăn cái bà ăn cái đầu tôm á. Cái đầu tôm á là của cái con tôm đỏ này nè. Xong rồi cái người ta lấy cái con tôm đỏ ra người ta làm cái này cho mình. Rồi cái đầu thì người ta chiên giòn lên. Và bữa nay cái đầu chiên giòn lên có thêm cơm nữa nha. À, ổ quá. Chơi đi. Đúng rồi, nhâm biển đó bà. Nhâm biển phải không? Nghe bà. Ok. Rồi, rồi, rồi. Cắn nửa cái, cắn nửa cái.
Ôi cha ơi. Đó, đã không? Béo đúng rồi. Now I'm gonna eat my own sushi creation. À, cái này là cái lát cá hồi nè. Ủa, thịt bò chứ. Thịt bò với cơm, nhìn tưởng tượng lát cá da cá. Cái salad này cũng ngon mẹ ha, mà miễn ngon rồi đừng có cái wasabi thì có ok chút xíu ha. Đúng rồi. Con đâu biết cái này có wasabi trong này đâu. Ồ, ngon ha. Đã. Hide or secret? Hide and seek. Dạ, còn miếng này là ngon, đã đời rồi. Đáng lẽ là cái miếng đó là chỉ có tôm đỏ với cơm thôi, mà Ngọc nói có thể nào cho tôi thêm cái nhum biển lên không? Cái người ta nói được chứ, tụi tôi có thể làm vậy được. Cái Ngọc nói ok, bỏ thêm nhum biển lên ăn cho nó béo. It's not doing it. It's a bad app. Oh, advertising. Quán này có nhẹ nhàng đó hả? Nhẹ nhàng im lặng. Oh, I'm coming. Please, baby. Yeah. Very good Valentine's. Mình quên nói chọn nhà hàng này đúng quá. Ngon. Cuối cùng dĩa rau đắt quá hả? Ăn tới đâu thở tới đó, thở gì nó béo quá. Tôm ăn với cục cơm mà cục cơm vẫn rớt ra. Mì quá rồi, mẹ ăn. Con nó giống như mật ong. Ba miếng đi. Con ăn. Con ăn gì á? Bò. Bò no hết. Quá trời luôn. Mm-hmm.